Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 6 năm 2018, ngày mới cho phép em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người có một buổi sáng an lành, một ngày mới làm việc thật là hiệu quả, thật là gặp nhiều may mắn. Ngày hôm nay thì em sẽ bán một số loại mặt hàng sau đây ạ. Em đầu tiên em giới thiệu mọi người, đây là cái hoàng thảo kiều vuông. Cũng như mọi phiên em bán giá là 300 ngàn 1 kg cái kiều vuông nhá. Hàng hôm nay rất là đẹp ạ. Và hôm nay chúng em về 40 cân cho toàn thể cô chú anh chị các bạn sưu tầm. Giá em bán là 300 ngàn 1 kg. Kiều vuông là cây rất là khỏe và cực kỳ dễ sống. Cô chú anh chị các bạn có thể ghép vào lũa, có thể trồng vào chậu thì cây sẽ phát triển rất là ổn luôn ạ. Tiếp theo cái hoàng thảo ngọc thạch 3 màu. Hoàng thảo ngọc thạch 3 màu phiên hôm nay chúng em bán giá là 200 ngàn 1 kg lẻ. Cô chú anh chị các bạn nào mua từ 3 kg chúng em bán 170k 1 kg ạ. Mua từ 3 cân trở lên là 170k 1 kg nhé. Và hàng hôm nay chúng em có 10 cân đấy ạ. Tiếp theo là cái hoàng thảo kiều vàng, là một trong những cái mặt hàng chúng em bán thường xuyên và chủ đạo. Hoàng thảo kiều vàng chúng em bán giá 200 ngàn 1 kg. Mua từ 3 kg trở lên chúng em bán 170k 1 kg ạ. Bán lẻ là 200 nghìn 1 cân ạ. Bán từ 3 cân trở lên là 170 nghìn ạ. Và đây là cái hoàng thảo đùi gà tròn. Em bán lẻ 250k 1 kg. Cô chú anh chị các bạn nào mua từ 3 kg trở lên em bán 200k 1 kg ạ. Hoàng thảo đùi gà tròn rất là đẹp nhá. Lô này hôm nay chúng em chỉ có tầm khoảng 18 cân thôi ạ. Em nói lại giá các hoàng thảo đùi gà. Mua lẻ là 1 cân là chúng em bán 250k. Mua từ 3 cân trở lên chúng em bán 200k 1 kg ạ. Hoàng thảo phi điệp vàng 150k 1 kg. Cam kết hàng đẹp như hình nhé cô chú anh chị các bạn nhé. Ở dưới đây có một thân cực đẹp này. Và đây đang đương độ phát triển rất là tốt luôn đấy ạ. Hoàng thảo phi điệp vàng ạ, tươi rói rói luôn ạ. Phi điệp vàng khai thác rất là cẩn thận và cây rất là đẹp ạ. Ở đây có duy nhất một cây bị gãy này. Giá là 150k 1 kg đấy ạ. Hôm nay chúng em về được 4 cân cái lan hạc Vĩ Bắc. Hạc Vĩ Bắc chúng em bán 300.000 một cân ạ. Loại này thì em không bán giảm giá được vì loại này chúng em nhập khá là đắt rồi. Hoàng thảo vảy rồng 150k 1 kg. Mọi người mua từ 3 kg trở lên chúng em bán 120k 1 kg ạ. Em nói lại giá nhé, giá lẻ 1 cân là 150k 1 kg. Mua từ 3 cân là 120k 1 kg. Hoàng thảo vảy rồng Bắc ạ. Tiếp theo một ít đuôi sóc. Bán lẻ 150.000 1 kg. Mua từ 3 cân trở lên 120k 1 kg. Đuôi sóc hôm nay chúng em chỉ có 7 cân thôi nhé. Tiếp theo là cái hoàng thảo ý ngọc 3 cân hôm nay chúng em được rất là ít hàng. Giá em bán là 250k 1 kg. Mua từ 3 cân, mua hết 3 cân này là 200k 1 kg. Hoàng thảo ý ngọc ạ. Hàng rất đẹp nhá, rất tươi nhá. Đây là vanda hương chanh nhá. Em bán 100.000 một bó ạ. Và hôm nay mọi người có thể để ý, hôm nay các bạn bó hơi mát tay nên là bó nào bó đấy rất là to. Đấy, chỉ 100.000 một bó, hàng rất là tươi ạ. Chỗ này có khoảng 10 bó cho 10 vị khách thôi nhé. Vạn đa hương chanh ạ. Và tiếp theo, em xin giới thiệu mọi người, đây là cái hài Helen nhá. Hôm nay có
Ba dề rất là to và có hàng kg ở trong đây nữa. Úi dồi. Em bán 350k 1kg ạ. Loại này hoa màu vàng, nở hoa vào tháng 10, tháng 11 âm lịch ạ. Ở đây em giới thiệu mọi người. Em có hai khúc hương vani nguyên bản và thân rất là mập đẹp ạ. Em bán 150k một cái khúc này nhá. 150k một cái khúc đấy ạ. Ở đây em có hai khúc. Và ở đây em có một cái cây lan san hô để cho mọi người sưu tầm. Cây này nó hơi giống cây lan cành dao nhá. Rất là dài nhá, cái này dài tầm khoảng 2m. Cái này dài khoảng 2m ạ. Bùi em bán 450k ạ. Nguyên bản nhé cô chú anh chị các bạn, mang về chỉ biết treo lên thôi ạ. Nó là như kiểu dạng như cái mảnh ấy. 450k cho cái lan san hô này, nguyên bản ạ. Và tiếp theo ở đây em có hai khóm Vanda nguyên bản nhé. Em sẽ giới thiệu từng khóm từng bụi luôn này. Bụi số 1 này cũng có một mẹ, một con và tầm khoảng 30 cặp lá. Cái này em bán 250k được ạ. Số 1 250k. Số 2 Vanda nguyên bản, một mẹ ba con rất đẹp ạ. Cây mẹ khoảng 30 cặp lá và có ba cây con rất đẹp nhé, nguyên bản nhé. Và nó mọc ở trên cái cây rừng rất là cứng đấy ạ. Cây này em bán 450k ạ. Ở đây em có một cây, hai cây, ba cây, bốn cây cáo tuyển nhé. Bốn cây này em bán 600.000 ạ. Rất đẹp nhé, cáo lá xếp ạ. 600.000 cho cây bốn cây này. Ở đây có một dề đuôi cáo này. Đuôi cáo em có mấy hình nhá cô chú anh chị các bạn để ý kỹ nhá. Ở đây có hai cái bụi nguyên bản. Cái này em bán là 350 này. Chỗ này 350 này. Và khúc này em cũng bán 350 này. Khúc này là một cái cây là xếp nó cong. 350 cho cái cây nguyên bản này nhá. Rất rẻ và đẹp ạ. Một mẹ ba con 350 thôi ạ. Ở đây có một cái dề đuôi cáo lá xếp về, rất là to đẹp nhé, tầm khoảng chục ngọn ạ. Dề này cực đẹp luôn ạ. Dề này cô chú anh chị các bạn nào ưng thì dề này em bán 950k nhé. Em không mặc cả dề này nhé. 950k cho cái dề này ạ. Rất to và đẹp ạ. Và bây giờ thì để tìm những cái giò đuôi cáo to như này thì cực kỳ hiếm rồi ạ. 950k cho cái dề này. Đây là cái dề đuôi cáo màu tím đậm nhá. Đấy. Có gồm có 1, 2, 3, 4 thân ạ. 500k cho cái dề này. 500k cho cái dề này ạ. Đây là tổng hợp gồm có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây cẩm báo to rất đẹp ạ. Đây rất đẹp nhé. 650k cho chỗ này ạ. Và ở đây hôm nay em giao lưu với tất cả mọi người một ít cái lan phi điệp tím lùn cổ rụt lá nhựa Cao Bằng. Loài này thân dài nhất của nó chỉ được tầm khoảng 80cm được ạ. Loại này chỉ có hai mặt hoa chính, một là hoa tím đậm, hai là hoa cành sáp. Chỗ này em có một mầm, hai mầm, ba mầm, bốn mầm, năm mầm, sáu mầm. Vì khai thác ở trên núi đá nên là cái cây của nó và cái độ mầm của nó ít thôi. Cô chú anh chị các bạn mà mua về thì có cái sử dụng cái phương pháp kích mầm thì năm sau nó sẽ được giò và được cây đẹp hơn. Tất cả chỗ này, sáu mầm này thì em bán giá 3 triệu nhé. 3 triệu cho chỗ phi điệp này ạ. Gồm 6 mầm tơ và rất là nhiều thân già để cô chú anh chị các bạn ươm ki. Và sử dụng biện pháp kích mầm năm sau sẽ được một giò rất là đẹp ạ. 3 triệu chỗ này nhỉ. Phi điệp tím lùn cổ rụt. Hàng tím đậm Cao Bằng đấy ạ. Và ở đây thì em sẽ bán thêm một mã nữa này. Mã này có 7 mầm này. 7 mầm này em bán 3 triệu rưỡi nhé. Gồm có một khóm này,
hai khóm này, ba khóm này, bốn khóm này, năm khóm, sáu khóm ạ. Và khóm nào cũng rất là nhiều thân già để cô chú anh chị các bạn ươm ki rất là thuận lợi. Em ăn 3,5 triệu chỗ này. Ở đây em có một cái cây, cây này thân tơ có một thân và có 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân già. Cây này là cây phi điệp lá nhựa, bản lá rất là đẹp. Cây này em bán riêng, cây này em bán 1,200,000 nhé cho cây này. Cây này rất đẹp ạ. Và cuối cùng em giới thiệu với tất cả mọi người 5 cái combo tổng hợp. Và những cái combo này chúng em sẽ bán rất là rẻ, em bán thanh lý cho tất cả cô chú anh chị các bạn. Và trong khi chờ đợi em báo thì báo giá thì em sẽ cho một bạn nhân viên ở chỗ em bốc thêm lan vào nữa để em sẽ báo giá một thể. Em còn quên mất một mặt hàng. Đây là cái đơn cam giống. Mọi người chú ý nhá, hôm nay đơn cam giống em bán là giá là 400.000 một cân. Em bán thanh lý chỗ đơn cam giống này. Vì điều kiện cũng như là cái điều kiện thời gian cũng như là cái đặc thù công việc của gia đình chúng em không thể ghép nổi. Bận quá, nhiều việc quá. Thì hàng này chúng em sẽ bán cho tất cả cô chú anh chị các bạn cùng sưu tầm để làm giống. Giá chúng em bán 400.000 một kg. Hoàng Thảo đơn cam hàng giống ạ. Và mọi người lưu ý rằng khi mà nhận hàng này thì em sẽ hàng như nào thì em sẽ bốc hàng như thế gửi cho mọi người. Thì em không chọn nữa đâu nhá. Em sẽ không chọn nữa và hàng ngắn như này chúng em sẽ bốc cho vào luôn. Đấy, về mọi người tự cắt rễ và tự ghép. Giá 400.000 một kg. Chúng em nhận từ nửa kg trở lên. Và đây, cái combo đã xong rồi ạ. Em sẽ báo giá luôn nhá. 300.000 một combo nhá. Em có 5 combo. Em sẽ kể tên từng loại luôn ở đây. Chỉ 300.000 một combo nhá. Gồm có cẩm báo. Cẩm báo này, hoàng phi hạc này, ngọc thạch ba màu này, hương vani này. Kim điệp này, ý ngọc này, tam bảo sắc này và một cây hoàng lạp. Gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 loại mặt hàng ạ. Em bán giá là giá lúc này em báo là 300.000 một combo nhé. Và ở đây em có 5 combo giống nhau. Em sẽ quay qua nhé. Đây ạ. Đấy. Gồm có rất là nhiều loại. Thậm chí có những cả bạch nhạn này, các thứ linh tinh hết ạ. Và đặc điểm của hàng combo này nó hơi xuống lá một tí này. Đấy, nó hơi xuống lá một tí tẹo này. Nhưng mà loại này thì rất là tốt cho tất cả những người mà đã biết về lan rừng và đã trồng lan rừng, đã sưu tầm và đã thuần lan rừng được rồi. Những cái combo này sẽ thích hợp với những cô chú anh chị các bạn mà đã quen với lan rừng. Vì chỉ trồng một thời gian thì cây sẽ phát triển ổn. Em có 5 combo, em bán 300.000 một combo. Mỗi combo gồm 7 đến 9 loại lan nhé. Đấy, có 5 số ạ. Đấy, rất là nhiều mà chỉ 300.000 một cái combo thôi nhé. Em xin cảm ơn toàn thể cô, chú, anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của chúng em hàng ngày. Chúng em xin khép lại cái video bán hàng của phiên mùng 8 tháng 6 năm 2018 tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị các bạn trong những video bán hàng tiếp theo nhé.